Dạ, Minh Thúy xin được giới thiệu, đây là anh Phạm Bá Hưng từ South Carolina và anh Bằng ở North Carolina. Cảm ơn chị Minh Thúy. Như chị Minh Thúy đã giới thiệu, tôi là Bùi Văn Bằng. Được thay mặt cho tất cả anh chị em FPTM tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Chúng tôi có mặt ngày hôm nay phải nói rằng nhờ vào sự hướng dẫn của FPTM DC mà chúng tôi mới hiểu được giá trị lượm lặt, lọc lựa, phổ biến, cung cấp tin tức. Nhờ đó, nơi này biết được nơi kia cùng một thời điểm đang sống cùng trong một mái nhà về những nhu cầu cần thiết, lợi ích. Đó là sự đoàn kết, yêu thương, đùm bọc trong tình nghĩa đồng hương, nghĩa đồng bào. Ngày hôm nay kỷ niệm 10 năm FPTM DC, anh em FPTM nói chung là ngành truyền thông có đôi lời tri ân đến toàn thể quý khán giả cũng như quý đồng hương ở khắp nơi, đồng thời cũng giúp cho anh em của chúng tôi có dịp ngồi lại nhìn về quá khứ để tu bổ, học hỏi, bồi đắp để phục vụ có hiệu năng hơn. Nhân dịp này, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cộng đồng người Việt, hội cao niên, hội cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina đã đồng hành cùng chia sẻ với chúng tôi trong dịp kỷ niệm 10 năm này. Và ngày hôm nay anh em FPTN tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina kính chúc FPTN DC cũng như toàn ban biên tập được mọi sự tốt đẹp, và đặc biệt về ngành truyền thông được phát triển hơn để phục vụ chính nghĩa, đem lại lợi ích cho cộng đồng người Việt về mọi khía cạnh văn hóa, kinh tế và chính trị. Một lần nữa, anh em FPTM tại Charlotte, North Carolina kính chúc FPTM DC. Và sau đây, người anh em của tiểu bang kế của chúng tôi là anh Phạm Bá Hân cũng tiếp nối có những đôi lời chia sẻ với đến toàn thể quý vị cũng như FPTM DC. Kính thưa quý vị, tôi là Phạm Bá Hân của FPTM South Carolina. Thưa quý vị, trong cái không khí kỷ niệm 10 năm FPTM DC, chúng tôi nhớ lại 5 năm trước đây, kỷ niệm 5 năm FPTM, 7 năm trước đây, 8 năm trước đây kỷ niệm của FPTM DC. Lúc bây giờ là chúng tôi cũng mới đến FPTM DC và được huấn luyện. Và sau đó kỷ niệm 10 năm của FPTM tại Tổng đài California, chúng tôi cũng tham dự. Và nhớ mãi lúc bây giờ, nhạc sĩ Trúc Hồ đưa tất cả anh em FPTM ra tượng đài chiến sĩ. Và tượng đài chiến sĩ, chúng tôi đã cùng hứa với nhau là sẽ giữ vững mãi là cái tiếng nói tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Nhất là cái tiếng nói cho cộng đồng. Và chúng tôi rất cảm phục cái tinh thần đó của nhạc sĩ Trúc Hồ, của anh Võ Thành Nhân, cũng như tất cả các nhà báo, các quý vị lão thành đã nâng đỡ và giúp đỡ chúng tôi. Thì cái đường hướng của anh em SBTN North cũng như South Carolina là chúng tôi vừa sinh hoạt cộng đồng nhưng mà nhắm vào những cái ở địa phương, tức là những sinh hoạt lớn của người Mỹ. Thành thế riêng anh em SBTN South Carolina chúng tôi thì truyền thông Mỹ mỗi khi có một cái cuộc gì họ mời truyền thông thì họ có mời chúng tôi đến tham dự. Và chúng tôi rất là hãnh diện mang cái ID của SBTN. Và họ cũng là rất vui khi có chúng tôi nữa. Cụ thể như cái kỳ mà
những cái sinh hoạt của người Mỹ vừa qua ở tại địa phương. Chúng tôi một lần nữa xin chúc mừng SBTN DC 10 năm. Và như nhạc sĩ Trúc Hồ vừa cho biết là hy vọng chúng tôi hết sức vui mừng và cổ động để cho cái studio của SBTN DC được hình thành. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và nhạc sĩ Trúc Hồ khi lên đây đó, thì nhạc sĩ Trúc Hồ có đem theo một số những cái DVD để mà cảm ơn những anh chị volunteer thiện nguyện. Thì em nghĩ là cái nhóm mà SBTN DC hôm nay hân hạnh được thay nhạc sĩ Trúc Hồ, tại nhạc sĩ Trúc Hồ đang bị bận ở dưới kia, em xin gửi về anh Hân và gửi về anh Bằng và các anh chị ở đây cái quà nhỏ làm kỷ niệm của những người đi làm âm nhạc ở tại California. Họ nghĩ tới mình và cái này em nghĩ là đưa về cho anh Tịnh với lại anh Xuân. Dạ, anh mời anh em về cho đấy là đủ mình. Và kính thưa quý vị, xin cho một tràng pháo tay thật là lớn cho những người volunteer làm những cái chương trình đóng góp cho SBTN, không hề là nhận một thù lao nào hết, và họ phải tự túc tiền sắm máy móc để mà có được những cái chương trình để mà cung cấp cho chúng ta. Em một lần nữa xin được cảm ơn anh Hân và anh Bằng và toàn thể các anh chị em. Em cảm ơn. Thank you. Thanks so much.